Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia về tổng kết công tác phòng chống tội phạm và buôn lậu gian lận thương mại năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh để công tác phòng chống tội phạm buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới có chuyển biến căn bản hơn yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đáng tương sự sắp tới, không để xảy ra bị động bất ngờ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Thường xuyên rà soát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sơ hở, yếu kém để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các địa phương đã tập trung chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ và hiệp đồng thực hiện hiệu quả các vấn đề nổi lên như tội phạm liên quan dịch COVID-19, tội phạm giết người, lừa đảo công nghệ cao, phát hiện điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế tham nhũng buôn lậu ma túy với tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,5%, triệt phá 1.860 băng nhóm tội phạm các loại, tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8%, các loại tội phạm trộm cắp, cướp tài sản giảm gần 10%. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 91%. Riêng tại Đà Nẵng, năm qua do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và thiên tai, tình hình thị trường có nhiều biến động. Ban chỉ đạo thành phố đã chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung vào một số mặt hàng phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường kiểm tra kiểm soát các hành vi vi phạm trên nhiều lĩnh vực với hơn 2.900 vụ, thu xử phạt hành chính hơn 94,1 tỷ đồng. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương tập trung thảo luận các biện pháp tháo gỡ khó khăn bất cập trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, đồng thời định hướng cho nhiệm vụ thời gian tới.